nha. Đầu tiên đó là cái cách để mở pin thì mình mở này ra, nó sẽ xài hai cục pin 3A nha, 3A. Rồi sau khi mình đóng cái này lại thì mình sẽ kéo cái này lên xong mình đóng lại thôi. Thì từ để cho chú Quyền quay clip, cái tay con dính vô cái máy rồi. Rồi ơi, no từ từ, rồi quay clip tiếp nha. Rồi bạn kéo cái này qua thì bật cái máy lên. Mỗi lần chụp cái máy này thì mình sẽ phải kéo cái này, chính khi nó cứng là mình sẽ chụp được một tấm hình. Ok, thì đối với cái bạn này á, là khi nó cứng thì mình sẽ chụp được tấm hình. Nhưng mà nếu mà trong những trường hợp mà nó không cho chụp, ví dụ như nó không cho chụp hoặc là nó không cho chụp thì mình sẽ phải bật flash lên. Bật flash bạn này á thì si đứng yên, thì si đứng yên. Rồi mình sẽ phải bật cái này lên thì nó sẽ bật flash. Rồi mình đợi từ 3 tới 7 giây nó sẽ hồi flash, sau đó thì mình có thể chụp tấm hình. Ok, muốn lên phim tiếp thì kéo này tiếp, rồi lại chụp thêm tấm hình. Yeah. Rồi, mình mua phim thì nó sẽ có hai cái nấc là 100 với 400. Rồi, nấc 100 là chụp mình mua cuộn phim 100 thì chụp ban ngày. Còn mình mua cuộn phim 400 thì mình sẽ chụp được ban đêm nữa. Nhưng mà Si phải chỉ ở đây quay cái máy để chú Quyền chỉ cho khách sử dụng. Biết không? Rồi, bây giờ muốn lắp phim vô thì mình sẽ kéo cái này lên. Rồi, nó sẽ mở cái này ra. Tiếp theo là mình sẽ bỏ cái đầu phim lòi ra này hướng xuống dưới. Rồi, sau đó đóng cái này lại. Và tiếp theo là kéo cái này nhét vô cái khe ở đây. Rồi, nhét vô cái khe ở đây. Sau đó mình sẽ phải lên. Khi nó cứng thì mình bấm chụp một cái. Rồi, nếu mà nó bị bung ra giống vậy, có nghĩa là mình lắp sai thì mình phải bắt buộc mình phải lắp lại. Đó là lại sao mà lý do là mình phải lên. Rồi, mình phải nhét kỹ vô chút. Rồi, bây giờ mình lỡ cứng đúng không? Mình phải bấm chụp. Rồi sau đó mình mới lên tiếp. Rồi ok, bây giờ mình lên nè, thấy nó cuốn theo được và chính xác rồi nè. Ok, sau đó thì mình đóng nắp lại. Rồi sau khi mình bóp đóng nắp lại rồi thì nó sẽ, nhưng mà con này muốn đóng nắp thì mình phải cho nó ngay ra thì mình mới đóng lại được, còn nếu không thì mình phải vừa kéo cái này lên vừa gài lại nè, vừa nhấc cái này nè, vừa đè vô nè, xong vừa thả nè thì nó mới đóng lại. Rồi sau khi mình đã đóng lại vậy rồi thì bắt đầu thích gì thì chụp đó thôi, đủ sáng để cho mình chụp nè. Nhưng mà thiếu sáng á, thì nó sẽ phải bắt buộc mình bật flash. Rồi, cứ lên xong chụp nha. Rồi, thiếu sáng thì bật flash lên xong chụp với flash. Rồi, xong rồi lên phim tiếp. Ok, rồi bây giờ thử nha. Đủ sáng nè, lại cho mình chụp nè. Rồi, lên phim nè. Đủ sáng nè, cho mình chụp nè. Đó, còn thiếu sáng á, đủ sáng lại cho mình chụp bình thường. Thiếu sáng là nó sẽ sáng một cái đèn màu vàng lên, nó báo mình biết. Rồi, cứ như vậy thôi, thì cái con này nó khá là đơn giản trong việc sử dụng. Nếu có vấn đề gì về máy thì có thể liên hệ lại tụi mình nha. Thì máy còn hoạt động tốt, ngoại hình này nó là mới luôn, có dây đeo, pin gắn sẵn. Rồi, bây giờ chụp xong rồi thì muốn lấy phim ra, bạn sẽ nhấn nút dưới đít máy, nhấn nút này cho lúng vô. Xong bạn sẽ giúp mình mở cái này lên và xoay theo chiều mũi tên. Ở trên đây nó sẽ có chiều mũi tên, đó, mũi tên nè. Mình sẽ xoay theo chiều đó, nó sẽ tua phim về cho mình. Mình xoay đến khi nào cảm giác nó lỏng le là hết phim. Rồi, chúc bạn sẽ có những shot hình đẹp với con này nha.